Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 100 cái token WHITE. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ ở trên GiveLab. Rồi, trước tiên thì mọi người cần phải đăng nhập vào biểu mẫu nhé. Và sau đó sẽ làm các nhiệm vụ này. Đầu tiên là Join Discord. Rồi, ok. Rồi, ok, mọi người quay trở về bot này. Và bấm chọn verify. Tiếp theo là follow Twitter này. Chọn theo dõi này. Rồi, quay trở lại. Chọn verify. Tiếp tục retweet lại cái bài đăng. Rồi chọn tweet lại, sau đó chọn like cho mình, quay trở lại, bấm chọn verify, sau đó thì sẽ đăng lại cái bài tweet của nó này, chọn đăng tweet, rồi quay trở lại. Làm những cái nhiệm vụ trên biểu mẫu này rất đơn giản thôi, mọi người chỉ việc bấm vào và join thôi. Ok, quay trở lại. Rồi tiếp vào channel này. Rồi, quay trở lại. Đăng ký kênh YouTube. Chọn đăng ký. Quay trở lại này. Sau đó like video của nó này. Rồi mọi người sẽ mở cái video của nó lên nhé. Ở đây thì mọi người sẽ chọn like cái video của nó. Rồi ok, quay trở lại. Tiếp theo là comment dưới video. Rồi mọi người sẽ bấm vào mục bình luận này. Và nhập một dòng bình luận này. Ok, quay trở về. Tiếp theo là follow Instagram. Chọn theo dõi. Rồi, quay trở lại này. Tiếp tục mọi người sẽ nhập địa chỉ ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào đây để lấy cái đường link chia sẻ nhé. Thì đây là cái đường link để mọi người đi chia sẻ này. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.